Thân chào các bạn thân mến, hôm nay mình về quê và tình cờ là mình thấy miếng đất của mình nó bây giờ được cải tạo thành không còn là một cái vườn chuối ngày xưa nữa mà bây giờ thành một cái vườn ớt. Mình quay tổng quan cho các bạn xem nha, nguyên một cái khu ớt luôn, rất là tốt. Và chen với ớt này đây là những cái cây măng cụt, mà bây giờ cái đợt măng cụt này cái trái nó rất là sai luôn nè các bạn ơi. Mình quay cho các bạn xem đang có trái nè, thấy chưa? Có ở trên này rất là nhiều nè, thấy em quá. Đây. Màu xanh của lá ớt, trái ớt chưa chín, màu đỏ của trái ớt đã chín, màu vàng của nắng lung linh, gom lại thành một cảnh miền quê thanh bình. Trời ơi các bạn ơi, các bạn thấy ớt này đẹp quá trời luôn à. Mình thấy ham quá hả, mà ăn không được, mình ăn cay không được, mình gặp mấy cái ớt mình thích quá đi. Nè các bạn thấy không, nguyên một cái vườn ớt. Trời ơi thấy ham quá. Có bạn nào ăn ớt không cho mình hay đi, mình xin chủ cái chủ ớt này thuê đất của mình. Mình xin ớt mình tặng cho các bạn nghe. Đây nè, các bạn thấy ớt màu đỏ rất là đẹp luôn. Ớt này là có thể là chở đi tới thành phố Hồ Chí Minh hoặc là xa hơn nữa mình cũng không biết được nha các bạn. Cái ớt này không biết nó có duyên với ai, nó đến được tay cho ai. Ôi, nó sai. Nó đẹp. Cái này mà bứng vào chậu rồi Tết mình chưng là thấy cũng rất là đẹp luôn á các bạn. Tết mà được màu đỏ như vậy đây nè. Hai em ba đây. Các bạn ơi. Cùng bởi lòng con măng cụt. Nguyên một cái măng cụt trời. Tàn quá dữ. Có trái non. Mới có trái non nha các bạn, chuẩn bị có một mùa măng cụt mới. Các bạn ủng hộ mình nha, măng cụt tự nhiên luôn. Trồng ớt này đây mà chăm sóc ớt và cây măng cụt này, cái trái nó sẽ rất là ok. Đây nè, nguyên một nhánh này các bạn thấy bao nhiêu trái không? Rất là nhiều ha. Chậm cho các bạn xem nha. Ồ, các bạn có thấy này là gì không? Rau càng cua. Rau càng cua ăn với thịt bò nhúng giấm. Quá đẹp. Vườn của mình đẹp quá mà mình không hay. Bữa nay mới hay. Bữa nay mới ra quay. Toàn là đi quay của vườn của người ta không à. Vườn mình đẹp quá mà mình không hay. Do đất này cho tao thuê. Ôi trời ớt mà đẹp. Cái này mà gì đây là mình vô chậu một cái mình trồng rất là đẹp nè các bạn. Đây nè, để quay xa cho các bạn xem nha, nguyên một cái vườn măng cụt dưới ớt này nè, là của mình nè, là của gia đình mình nè, không phải của mình. Để nói của mình không đúng, nó của ba mẹ đó. Ớt nè, măng cụt nè. Nhớ lũy trẻ là những con đường chờ nhau vui thôi. Rồi vậy thôi, bữa nay mình quay về đây các bạn thấy ha, mình quay cho ớt gần cho các bạn xem nó đẹp. Rồi chúc các bạn vui khỏe, buổi chiều an lành, chào các bạn.